Rồi giờ cha cũng Ok. xin phép cha ghi âm lại buổi hàng hôm nay nha. Thì lưu lại để cho mọi người xem vậy á. Thì á, hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi gọi là luyện nghe. Thì trước khi luyện nghe thì cho Trang hỏi là ai chưa coi video video mà Trang đã giải thích nghĩa trước rồi. Ai chưa xem? Bạn nào chưa xem thì sẽ rất là khó để nghe. Thì Trang cũng muốn giải thích một tí là có một bạn là hỏi là tại sao cô Trang không dạy luôn tại lớp cho các bạn hiểu luôn. Thì thật ra như thế này nhé. Cái việc đó mà Trang thường là Trang Trang cảm thấy cái việc mà mình lặp đi lặp lại một cái việc gì đó mà thật sự nó chỉ cần một cái video thôi đó, là có thể xong được cái giai đoạn đó rồi á, là Trang cảm thấy là cái video nó rất là tiện lợi. Và một cái điều nữa là khi á mà Trang đã dạy cái bài này lớp K4 rồi, và khi mà chuyển giao cho lớp K5 á, thì nếu mà các bạn dành cái thời gian để xem cái video và thay vì á phải nghe lại nguyên bộ cái bộ bài giảng của Trang lại một lần nữa, thì thay vì thế các bạn coi video á, thì nó sẽ rút ngắn đi cái thời gian mà mình phải mất thời gian để xem lại cái bài giảng đó. Và thay vì thế là Trang có thêm thời gian để hỗ trợ cho mọi người nhiều hơn. Vì vậy á là Trang không có dạy cái bài đó lại ở trong lớp K5, mà Trang để cho mọi người coi video ở nhà trước. Thì thay vì cái thời gian mà vì theo kinh nghiệm của Trang là mỗi cái bài giảng như thế nó mất gần tới nửa tiếng, thì thay vì thế á, thì thay vì cái nửa tiếng đó Trang có thể thời gian để Trang có thể hỗ trợ mọi người được nhiều hơn, thì cái lớp K5 của mình lại được ưu ái nhiều hơn so với lớp K4. Ở đây là có bạn đang thắc mắc là tại sao cô Trang không dạy luôn ở trong lớp mình luôn á, thì Trang cũng muốn giải thích cho bạn đó như vậy á. Thì á, thay vì như thế thì mình sẽ nghe video ở nhà trước để mình nắm nội dung. Tại vì sao? Khi mà mình hiểu nội dung rồi á thì mình nghe lên lớp, mình nghe cái bài nghe rất là dễ. Còn lên lớp thì chúng ta dành cái thời gian quý báu để chúng ta hỗ trợ nhau được nhiều hơn. Thì cái lớp K5 của mình là Trang tổ chức cái lớp cái buổi luyện nghe với chủ đích như vậy. Thì mọi người chúng ta là xem video ở nhà trước, sau đó vào lớp này mình sẽ chuyên tập trung chú tâm vào cái việc nghe. Tại vì sao? Theo kinh nghiệm của Trang, những cái lớp K4 trước á, thì nếu mà chỉ giảng nội dung cho các bạn mà không cho các bạn luyện nghe ngay tại lớp á, thì về nhà các bạn cũng không có thời gian để luyện nghe. Vì vậy á, là thay vì thế thì Trang sẽ giúp cho mọi người thực hành cái khâu luyện nghe ở trên lớp luôn, thì nó lại tiện ích hơn cho mọi người rất là nhiều, mà nó thiết thực hơn ấy. Thì đó là cái chia sẻ của Trang về cái phần luyện nghe. Thì á, ví dụ nhé, nếu mà mọi người cảm thấy là cái video nó quá dài á, thì mọi người có nhớ cái bài học của Ichijon cô nói vào cái tip mà để chia nhỏ các mục tiêu không? Khi một cái mục tiêu nó rất là lớn đúng không? Mục tiêu lớn thì ví dụ như 30 phút mọi người thấy quá quá là dài, quá là lâu, thì chúng ta có thể ứng dụng cái mà chia nhỏ các mục tiêu ra. Ví dụ như 30 phút, nếu mà mọi người chia ra làm 3 ngày thì sao? Mỗi ngày chỉ có 10 phút thôi. Mà nếu mọi người chia nó ra trong vòng 6 ngày thì sao? Mỗi ngày chỉ có 5 phút thôi. Mà chả lẽ mình không dành được 5 phút cho cái việc học tiếng Hàn của mình mỗi ngày hả mọi người? Em tin rằng chắc chắn mọi người chúng ta sẽ biết cái nào là quan trọng nhất đối với mình. Khi mà mình biết cái gì quan trọng thì mình sẽ dành thời gian cho nó. Thực ra khi mà Trang Trang học phát triển bản thân thì Trang mới biết rằng không phải là không có thời gian đâu. Thực ra cái cụm từ mà không có thời gian là mình đang đánh lừa tâm trí của mình á. Mình đang biện minh cho cái cách cho cái suy nghĩ ở bên trong của mình á. Chứ thực ra không phải là ai cũng có thời gian như nhau à, mà chẳng qua chúng ta đang không biết cách quản lý thời gian một cách hợp lý, và mình không biết phân biệt cái nào là cái quan trọng nhất đối với mình, và tất cả các công việc nó đang cứ rối bù lại với nhau ấy, và mình đang chưa có phương pháp quản lý thời gian một cách hiệu quả. Thì có bao giờ mọi người tự đặt câu hỏi là làm thế nào để mình quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả hơn không? Có bao giờ mình tự đặt câu hỏi đó và mình tìm hiểu nghiêm túc về cái vấn đề này, làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả nhất? Thì khi mà Trang tin rằng mọi người đặt cái câu hỏi đó, và mọi người thử nhé,
đi tìm câu trả lời đi. Thì câu trả lời có ở rất là nhiều nơi. Google, YouTube, rồi rất là nhiều các phương tiện công cộng truyền thông, Facebook, rất là nhiều người đã nói về chủ đề này. Cách làm thế nào để quản lý thời gian một cách hiệu quả? Thì Trang tin rằng đó là chỉ cần chúng ta khai thông được cái điểm này thôi á, thì mình sẽ cảm thấy là thời gian của chúng ta rất là dư dư dả và nhiều. Chúng ta luôn luôn đầy đủ thời gian cho những thứ thật sự quan trọng. Vì vậy là Trang hy vọng rằng mọi người sẽ sau này sẽ loại bỏ cái cụm từ là à em không có thời gian, em không có thời gian. Loại bỏ cái cụm từ này ra khỏi đầu mình đi ạ. Vì nó sẽ làm cản trở tâm trí của mình rất là nhiều. Nên nó là trong ngày chúng ta xác định ra trong ngày này có bao nhiêu việc quan trọng. Mình lập ra cái danh sách đó và mình tập trung vào những việc quan trọng. Và Trang cũng chia sẻ một tí về cái cách mà quản lý thời gian mà Trang học được ở cô Ruby á. Là như thế này. Cô Ruby cô dạy cho cô hướng dẫn như thế này nhé. Thì sẽ có những cái việc trong ngày á, chúng ta hãy tạo những cái khung thời gian cho từng cái việc mà nó giống nhau, nó lặp đi lặp lại nhiều lần á, trong ngày, và chúng ta gom nó lại một chỗ. Và ví dụ nhé, cái giờ này, từ khung giờ này tới khung giờ này, tôi quyết định tôi làm cái việc gì. Thì hãy tập trung những cái việc mà nó lắc đắc linh tinh lẻ tẻ gộp hết vào một khung thời gian đó, và chúng ta tập trung làm việc hiệu quả tại khung thời gian đó. Mọi người hiểu ý này không? Mình tạo ra những cái khung thời gian, ví dụ như từ 8 giờ cho tới 10 giờ tôi quyết định tôi sẽ làm cái việc này trong cái khoảng thời gian này thôi. Nó tiếp tục từ ô tiếp theo, có thể là nghỉ ở chỗ đó, nghỉ tầm khoảng 1 tiếng hoặc nửa tiếng để chúng ta ăn cơm hay gì đó, xong rồi tiếp tục tạo một cái ô tiếp theo từ 1 giờ cho tới 3 giờ chiều tôi sẽ làm công việc gì. Ví dụ như là tôi sẽ, như đối với Trang thì Trang sẽ soạn bài này, Trang sẽ tập trung vào đọc báo, nghe video, hoặc là Trang sẽ tập trung vào học tiếng Hàn vào đúng cái khung giờ đó. Thì đó, đó là một cái cách, một trong những cái cách mà quản lý thời gian và sử dụng cái thời gian hiệu quả ấy. Thì mọi người có thể tham khảo hoặc là tìm trên trên YouTube hoặc là các Google á, có cái cụm từ đó ra rất là nhiều những cái người thành công người ta nói về chủ đề đó. Nên là không phải là chúng ta không có thời gian đâu, mà là chúng ta đang quản lý thời gian chưa hiệu quả thôi đó mọi người. Ok, thì đó là cái chia sẻ của Trang một tí đầu giờ nhé. Thì bây giờ á, trước tiên mà vào nội dung bài học ngày hôm nay, thì Trang sẽ chia sẻ cái phần từ vựng cho và cả nhà mình có thể đọc theo Trang, cả nhà thấy màn hình chưa? Chưa rồi cô. Ok, rồi. Thì bài nghe của chúng ta, chủ đề nghe của chúng ta là hôm nay là 부자와 가난한 사람 한 끗차이, có nghĩa là một chút xíu nhỏ nhoi, một sự khác biệt rất là nhỏ giữa người giàu và người nghèo. Thì trong cái đoạn văn này á, trong cái bài nghe á, nó có một số cái từ vựng như sau, thì Trang sẽ đọc cho mọi người có thể đọc theo ha. Được nha. Ukthapan có nghĩa là nhà gác mái này. Lát nữa mọi người sẽ nghe nhé. Rồi tiếp tục. Thăng cả là cửa hàng kinh doanh. Khyong bom hà ta. Khyong. Khyong. Bạn nào mà không đọc được cái pion á, thì mình đọc chậm ra. Khyong. Khyong. Khyong bom. Khyong á, là bình. Bom á, là phạm. Bình phạm có nghĩa là rất là bình thường. Bình thường á. Khyong bom han. Chubu. Chubu có nghĩa là người nội trợ. Ở đây cái gọi đến cụm đây này. Bestseller thật cả. Có nghĩa là tác giả. Thật là tác. Kha là gia. Kha là tác gia, là cái người mà viết đó, cái người mà sáng tác ra bài viết đó, gọi là thật ca. Còn bestseller là bestseller tiếng Anh này. Đó là tác giả viết ra những cái quyển sách bán chạy. Rồi, chúng ta sẽ gặp một từ là know how. Know how là tiếng Anh đó mọi người, là cái từ know how á, thì qua tiếng Hàn nó chuyển thành là know how. Know how là có nghĩa là bí quyết. Rồi, xem từ mới tiếp theo. Nè, thật cực thật cực. Thật
là tích, cực là cực, chọc cực là tích cực. À, chọc cực, chọc cực có nghĩa là tích cực ha. Đó. Nó là từ Hán tự đó mọi người. Tiếp tục, có cái từ thằng si, thằng si, thằng si có nghĩa là thằng á là đương, si á là thời, thằng si là đương thời thì có nghĩa là vào lúc đó, vào thời điểm đó. Người thấy hay không? Khi mà đọc Hán tự mình biết được nhiều lắm. Kỳ huê, kỳ là cơ, huê là hội, kỳ huê cơ hội. Đó. Rồi tiếp, đó mình sẽ gặp cụm từ trò pyeong cả. Trò lúc nào cũng nhớ chứ chăng? Trò là thấp, pyeong là bình, kha là giá. Trò pyeong cả là bị đánh giá thấp, có nghĩa là bị định giá thấp á, định giá chưa cao á, là có nghĩa là cái khu vực này nó ít người biết tới, nó vẫn còn chưa nhiều người chưa biết tới và nhiều người chưa có nhu cầu, nên cái giá của nó thấp và cái độ tin tưởng của thị trường thấp, thì người ta gọi cái cụm từ này là thọp trong gà. Đối với bất động sản á, thì thọp trong gà có nghĩa là cái khu á, mà ít người biết tới, nhưng mà đối với chứng khoán á, thì là cái cổ phiếu này được định giá thấp đó. Thì tùy theo cái lĩnh vực mà cái cụm từ này nó sẽ được dịch khác nhau. Thọp trong gà, tiếp tục nó khả chi, khả là giá, chi là trị. Ở nhà cứ cứ nhớ những cái cụm này nhỏ nhỏ như vậy, sau này có ứng dụng tốt lắm. Cứ gặp một cái từ là mình hầu như mình đoán được luôn. Su căng rèn, su căng rèn là có nghĩa là học viên, su là thụ, khăn là giảng, là bài giảng á, thanh là sinh, là học sinh, su là thụ là chi, thụ là hấp thụ một cái bài giảng. Cái người mà đi hấp thụ một bài giảng thì là học viên. Thì tất cả mọi người đây là đều là su căng thèn đó, đều là su căng thèn của Trang đó. Su căng thèn đó. Đang giải thích như vậy mọi người dễ nhớ không, dễ hiểu không? Khi mà có tí Hán tự vô nó tự nhiên cái vấn đề được nó được khai thông ra đúng không? Ở đây những các bạn mà học cao cấp thì chắc cái cũng không lạ với tôi Hán tự nữa nhé. Luôn đương nhiên thành kê giai đoạn. Ở đây chúng ta có depository, depository đây là tiếng Anh đó. Depository có nghĩa là đòn bẩy. Bên thuật ngữ tài chính nó có nghĩa là đòn chính. Còn một số người người ta sẽ dùng là đòn bẩy thời gian, đòn bẩy con người, đòn bẩy mối quan hệ. Thì rất là nhiều. Thì cái ý nghĩa đòn bẩy có nghĩa là sao? Chỗ này cô ấy chỉ dòng phải hướng dẫn cho mọi người. Đòn bẩy là gì? Đòn bẩy có nghĩa cái đó nó không phải là của mình, nhưng mà nhờ cái đó mình đạt được mục tiêu của mình. Nó giống như là một cái cây đòn bẩy như vậy nè. Thực ra cái lực của mình thì nó có hạn thôi, nhưng mà nhờ cái cây đòn bẩy mà mình nâng được một cái tảng đá. Thì đây là ý nghĩa của cái depository, cái đá, cái đòn bẩy. Hóa đồng, ứng dụng, hóa đồng hà tá. Depository thì tiếng Hàn của nó thuần Hàn có nghĩa là chỉ đất tề, chua quả, chua quả hiệu quả, chua là hiệu, quả là quả, chua quả hiệu quả. Comment dặn này, dặn này, dặn này là hai hai mặt, hai lưỡi, hai lưỡi. Còn comment là cái kiếm, thì ở đây nó nói tới là hai mặt của một vấn đề, nó là một cái cây dao hai lưỡi, con dao hai lưỡi vậy. Còn mê dặn này rồi xem có từ vựng nào. Mù lê là lén, lén lút. Thăng đàm là tư vấn. Phun nô hà ta, phun là phẫn, nô là nộ. Phun nô hà ta là phẫn nộ, tức giận. Xin dung thể trừ, từ này không biết mọi người dùng nhiều không ấy. Nhưng từ là Trang khi Trang học về, bắt đầu học về đầu tư tài chính, Trang mới tiếp xúc với từ này. Xin là xin dung là tín dụng, còn thể trừ là đi vay. Xin dung thể trừ là đi vay tín dụng. Thế em từ mới.
Thì lát nữa chúng ta sẽ gặp cụm từ này. 평생과제를 살았어요. Thì á, cái cụm từ này nếu mà mình dịch một ra một, hai ra hai thì không bao giờ hiểu được. Mà nó có ý của nó và phải phải trên một cái mặt văn, phải trên một cái mặt văn thì á, nó có ý cô Ichigo ý nói là cái người này sống cả đời bằng cái tiền thuê nhà của người khác. Như đó. Thì nó là lát nữa mọi người nghe thì có lẽ chỗ này sẽ bị bắt một tí. Không hiểu tại sao là không sen của xe là cái gì thì đó không sen của xe sarasayo có nghĩa là sống cả đời sống bằng tiền thuê nhà của người khác, nghĩa là một người cho thuê khối cái bất động sản, người chủ bất động sản. Hun là bản thể của mình, in là nhân, hunin là cái bản thân của mình, chính con người của mình. Hồnin chà ghê chà ghi Hồnin chà ghi có nghĩa là bản thân chính con người của mình. Chò nhò là hoàn toàn này. Ida là lãi suất vay. Lãi suất vay chắc những cái từ này mới mọi người ha. Cái gì đó xong nó chê thì có nghĩa là chưa đến. Nó cũng là một cái từ chỉ thời gian thôi. Chê là chưa đến. Hồi cu thì đây có cả một cái cụm cấu trúc này, một cái động từ cái xong mà tố thì có nghĩa là bất kể cái điều này đã xảy ra nhưng mà ở đường xa điều sau vẫn xảy ra, thì đó là cái cấu trúc ngữ pháp. E là bất, cu là cái gì đó sao không nhớ, nhưng mà hata là bất kể bất chấp. À dê hoàn toàn. Chô cha là ngay cả, danh từ đi với chô cha là ngay cả cái đó cũng cũng hay là ngay cả tới bạn cũng không có tin mình nữa hả, ý như vậy đó. Danh từ đi với chô cha là ngay cả cái đó thì thường á là đi sau đó là cái ý phận phủ định. Chô cha một thích ta, chô cha một thanh ta, chô cha một amito dạng như vậy đó. Thường nó đi đi với nhau như vậy. Hơi xin hẳn, hơn hẳn luôn á. Hơi xin thôi nào là tốt hơn hẳn luôn á. Thì cái từ hơi xin là mang nghĩa hẳn. Cưm mét là kim, là ngạch, ngạch là tiền á. Mọi người hay thấy từ kim ngạch không? Từ kim ngạch thì từ ngạch chính là cái này đó. Ngạch chính là tiền á, số tiền á. Cưm mét là kim ngạch, là có nghĩa là cái số tiền kumek. Maranatha thì cái từ này học thuộc đó. Maranatha là mình cái từ Maranatha này có rất là nhiều nghĩa, có nghĩa là tùy theo cái động từ, tùy theo cái danh từ nó đi với nhau phải dịch khác nhau, không có công thức chung nhé. Dịch với Maranatha có người dịch là xây nhà, mua nhà, để làm một cái gì đó để có được căn nhà thì gọi là Maranatha. Hoặc là mình dồn tiền đi, chung chắc tôi nên Maranatha, có nghĩa là mình dồn tiền, mình làm sao mình xoay sở để mình có được cái tiền vốn để mình đầu tư thì gọi là, thì cũng dùng Maranatha luôn. Thì đó cái từ Maranatha này nó là nhiều, nhưng mà cái ý gốc của nó là có nghĩa là bạn xoay sở, bạn làm sao đó để đạt được cái điều này thì có nghĩa là cái từ Maranatha. Và tùy theo cái danh từ nó đi với nhau mà mọi người sẽ dịch nó khác nhau. Rồi, đang có lưu ý một tí thôi. Ý cần là trước tiên, trước hết. Thì truy ý trả lãi suất vay. À, tiếp. Tăng sưng hát tạ. Tăng sưng hát tạ là tăng lên. À, xăng á, mọi người biết xăng là gì không? Xăng là thượng. Sưng á, là thăng. Thăng thiên á, thăng lên á, thì gọi là, vậy là tăng xưng có nghĩa là thăng lên thượng, có nghĩa là thăng lên trên, thì có nghĩa là tăng lên, tăng một cái gì đó lên, tiền giá nhà tăng hoặc là giá dầu, giá dầu, giá xăng, giá điện tăng lên, cũng dùng tăng xưng. Đó. Tiếp ở đây có một cái cụm nữa nhé, kim mê thật ta. À, kim mê thật ta. Chỗ này thì mình phải dùng một cái kỹ năng là dịch thoát nghĩa.
Chứ còn để mà nếu mà mọi người dịch á, him là sức mạnh, thật là nhận, thì sẽ không bao giờ dịch được câu này. Thì lúc đó mình phải có một cái kỹ năng là dịch thoát ra. Thì lúc đó mình thì ở đây Trang Trang nắm được cái mạch của nó, và Trang dịch nó là để Trang dịch câu này cho mọi người nghe nhé. Thì khi á, mà giá nhà tăng lên á, thì một lần nữa chúng ta lại lại dịch ra, nghĩa dịch thôi nhé, có nghĩa là khi á, mà giá nhà tăng lên thì chúng ta lại một lần nữa nhận được sức mạnh. Thì cái đó mọi người tưởng tượng tới cái gì? Có phải là mình nhận thêm được một cái gì đó rất là lợi không? Đúng không? Thì đó là sao? Có nghĩa là sao? Ý của con này nó có nghĩa là sao? Khi mà giá nhà tăng lên, khi mà ví dụ như mình mua một căn nhà đi, thì sau một thời gian giá nhà nó tăng lên thì mình được cái gì? Có phải mình được lãi không? Đó. Thì ý của cô Ichijon đó là himepata, có nghĩa là chúng ta lại có được thêm một khoản lợi nhuận nữa. Đó. Thì lúc đó chúng ta phải uyển chuyển, bởi được cái kỹ năng mình dịch thoát câu từ nằm ở đây đó mọi người. Nghĩa là mình không được bám chắc vào từng câu, từng chữ, từng lời luôn, thì lúc đó mình mới dịch được. Thì đó, ở trong cái lớp dịch đó, là Trang sẽ giúp cho mọi người rèn luyện cái này rất là nhiều, mà cái này không phải là lớp dịch nên là Trang không không có sâu cho mọi người về cái này được. Ừ. Nhưng mà thật ra nó là một cái kỹ năng. Ừ. Nhưng là mọi người nhớ là thoát câu từ, không có được bám chắc câu từ nhá, thì sẽ mình sẽ dịch ra một cái câu. Rồi tiếp tục mà gì mất này mình học rồi đó. Khăn cho ra, khăn cho ra ta, khăn cho ra ta, thiết tha khao khát mãnh liệt đó. Thì đó cái tự nhiên khăn cho ra ta, khăn cho ra ta, thì lát nữa mình sẽ nghe cái cụm này là một cái keyword rất là lớn luôn. Khăn cho ra ta chê chê, thực tế phụ chê thích. Ở đây mình gặp một cụm từ mới này, chê thích cư. Chê thích cư là đầu tư tài chính, thì chê thích cư là đầu tư tài chính. Số tức, số tức là thu nhập, với cấp là lương. Đó. Còn như những cái này mọi người học hết đó, có cái cụm từ này nữa, turning point. Turning point là cô ấy sẽ nói là cái này là cái bước ngoặt thay đổi cuộc đời. Turning point đây là tiếng Anh đó. Turn point đây có nghĩa là bước ngoặt cuộc đời. Turning point. Có cái cụm này nữa, full sweep là thu nhập thêm. Full là phụ, sweep là thu nhập. Thu nhập thêm. Thời bắc khả đạ, thời bắc khả đạ là cũng giống như thành cho đà đại vậy, khẩn thiết quyết liệt đó. Rất là nó nhiều là rất rất là khao khát vậy, như vậy. Rồi in xích hà đạ, in xích hà đạ, in á là nhận, nhận ra, xích là thức, cũng là nhận thức. In xích hà đạ là nhận thức, mình nhận thức được một cái vấn đề nào đó gọi là in xích hà đạ. Ok, thì đó là cái phần, đó là cái phần mà về từ vựng. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe. Và trước khi nghe thì cả nhà đã đọc tin nhắn của Trang hồi tối hôm qua chưa? Đó, hôm nay chúng ta sẽ có một cái gọi là đề bài để nghe. Mình khi mà mình nghe thì mình sẽ có chủ đích đúng không? Mình sẽ có chủ đích. Thì chủ đích nghe của chúng ta hôm nay, đây là chủ đích nghe của chúng ta hôm nay. Mình sẽ nghe ra được bốn ý. Trang sẽ cho nghe mọi người nghe hai lần. Mọi người lưu cái này vào trong trong máy á, có sẵn cho cái Trang gửi trong nhóm chat rồi ấy. Mọi người mở ra để lấy đó làm cái trọng tâm để mình nghe. Cái lần nghe đầu tiên mình sẽ tập trung nghe hai hai vấn đề, hai câu một câu hai. Mình nghe có chủ đích, tại vì bài dài lắm. Nếu mình nghe không có chủ đích là mình cứ lướt 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 đi thôi. Rồi lần nghe thứ hai Trang sẽ, mọi người sẽ tập trung giải quyết cho Trang hai câu tiếp theo, và hai câu cuối cùng có ba câu bốn. Thì mọi người mở cái nhóm chat của mình ra đi, mở cái nhóm chat của mình ra có sẵn cái đó rồi đó. Thì trong lúc nghe mọi người sẽ trả lời cho Trang những câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên,
những suy nghĩ tiêu cực nào đã cản trở cô Ijeon học về đầu tư tài chính và cô đã thay đổi suy nghĩ như thế nào? Đó là cái đầu tiên. Và cái ý thứ hai, Sao đòn cản bẩy là trở gì và ý nghĩa của nó? Rồi câu thứ ba, sức mạnh của sự khao khát. Và ý thứ tư, theo cô Ijeon thì sự khác nhau cơ bản giữa người giàu và người nghèo là gì và phân tích ý kiến của bản thân. Thì chúng ta sẽ nghe cái bài này hai lần nhé. Đó. Bây giờ Trang sẽ cho mọi người nghe lần đầu tiên ha.산 자산 20억 월세 받는 사람이 되었습니다. 평범한 주부에서 종잣돈 1,500만 원 옥탑방에서 상가 부동산 자산에서 다섯 건의 베스트. À, bây giờ cái lần đầu tiên á, thôi thì bây giờ lần đầu tiên thì mọi người xem video trước, xong rồi lần thứ hai, lần thứ ba thì mọi người hãy bắt đầu nghe nhé. Bây giờ mình nghe một cái video trọn vẹn trước, sau đó là tới cái lần thứ hai, lần thứ ba mình sẽ đi sâu vào để nghe cho ra nội dung. 돈 1,500만 원 옥탑방에서 Là cái đoạn상가, giới thiệu. 부동산, 자산 20억 월세 받는 사람이 되었습니다. 평범한 주부에서 다섯 권의 베스트셀러 작가가 되었습니다. 어떻게 이렇게 될수 있을까요? 제 노하우가 궁금하신 분은 끝까지 봐주세요. 예전에 저는 아, 내가 돈만 있으면 투자도 하고 돈만 있으면 공부도 하고 돈만 있으면 좀 해볼 텐데 라는 생각을 했었어요. 그런데 어느 순간 내에서 공부를 해야 되고 돈이 없으니까 내가 더 적극적으로 투자를 해야 되고 돈이 없으니까 내가 모든 걸 한번 걸어봐야겠다 라는 생각을 하게 됐어요. 그렇게 하면서 많은 것이 변했어요. 그 중에 한 가지는 제가 재테크에 대해서 공부를 하기 시작했다는 거예요. 당시에는 내가 지금 돈도 없는데 무슨 부동산 공부야? 계약금 낼 돈도 없는데 무슨 내집 마련을 공부해? 라는 생각을 했었어요. 그런데 어느 순간 제 마음을 바꾸기 시작하면서 저에게 기회가 보이기 시작했어요. 다시 말해서 아직까지는 저평가되었지만 시간이 투자되면 가치가 오를 그러한 곳을 투자를 하기 시작했고 심지어는 저의 수강생들 중에서도 300만 원으로 투자를 시작하신 분도 있고 500만 원으로 정말 작지만 월세를 만드신 분도 계세요. 물론 여기 단계에서는 내가 어떻게 하면은 레버리지를 활용할 수 있을까라는 법도 배워야 한다는 거예요. 작은 차이라고 말씀을 드렸는데요. 부자와 가난한 사람의 작은 차이 중에 하나는 레버리지를 어떻게 활용하느냐예요. 레버리지, 지렛대 효과라는 건데요. 바로 검의 양날과도 같은 거예요. 어떤 사람은 레버리지를 활용해서 부를 키워가기도 하지만 어떤 사람은 레버리지 때문에 망하기도 해요. 저의 수강생 중에서도 남편이 그분 몰래 비트코인을 해서 1억 5천만 원에 빚을 만든 분이 있었어요. 그분이 정말 처음 상담 때 엄청 분노하고 엄청나게 울었죠. 왜냐하면 자기도 모르게 신용대출과 여러 가지 레버리지를 활용해서 비트코인에 투자를 했다가 결국에는 그 빚을 다 막지 못해서 와이프한테 이야기를 했던 거예요. 그런데 어떤 사람에게는 레버리지가 이런 안 좋은 효과를 내기도 하지만 또 다른 수강생의 경우에는 평생 월세를 살았어요. 월세 50만 원씩 내고 살았는데 결국에는 본인이 쓸수 있던 레버리지를 전혀 몰랐기 때문에 월세를 50만 원 내고 살았던 거예요. 아주 작은 빌라에 원룸에 50만 원씩 내고 살았는데 실제 50만 원이라는 것은 여러분이 1억 원을 빌려도 이자가 30만 원도 채 되지 않아요. 그러니까 내가 1억 원을 빌릴 수 있는 그러한 능력이 있었음에도 불구하고 이분은 아, 나는 돈도 없으니까 라고 생각을 해서 아예 생각조차 못했던 거예요. 이분이 생각을 바꾸면서 결국에는 레버리지, 나의 대출을 활용하게 되었고요. 본인이 내던 월세보다도 훨씬 적은 금액을 대출 이자로 내면서 또 내 집을 마련하게 됐어요. 내 집을 마련하고 나니까 일단 대출 이자가 확 줄게 되었고 그리고 나서 집값이 또 상승하기도 하면서 다시 한번 힘을 받게 된 거예요. 레버리지를 어떻게 활용하느냐에 따라서 여러분의 삶이 바뀌게 될 거예요. 마지막, 부자와 가난한 사람의 차이는 무엇일까요? 바로 간절함. 이라고 생각해요. 실제 많은 분들이 이야기해요. 아, 내가 이러이러한 부분을 정말 열심히 해봐야지. 아, 올해는 재테크 좀 잘해봐야지. 올해는 돈 공부도 해봐야지. 올해는 운동도 해봐야지. 여러 가지 생각을 해요. 그런데 정말 내가 간절한가? 라는 질문을 한번 해보시면 좋겠어요. 간절하다는 것이 무엇일까요? 그냥 내가 아, 기회가 되면 한번 해봐야지. 아, 나도 열심히 하다 보면 언젠가 되겠지. 라는 그러한 마음은
간절함이 없어요. 그런데 아쉽게도 저 역시도 간절함이 없을 때는 아무것도 되지 않았어요. 저의 소득이, 저의 월급이 많고 적은 것은 저의 삶에 큰 변화를 주지 못했어요. 간절함이 없을 때는 소득이 많으면 많아서 많이 썼고요. 또 소득이 없으면 없으니까 못 썼고. 간절함이 생긴 이후에는 많은데 거기에서 내가 더 아껴서 종잣돈을 만들어서 나의 인생을 변화시킬 뭔가 터닝포인트를 만들어야겠다라고 생각을 해서 돈이 모이기 시작했고, 적을 때는 아, 내가 지금 이렇게 월급이 적은데 뭔가 더 부수입을 만들어야 되지 않을까라는 절박함이 있어서 다시 또 수입이 늘어나기 시작했어요. 그러면서 제 인생이 조금씩 조금씩 변하기 시작했어요. 여러분에게 말씀드리고 싶은 것은 세 가지입니다. 바로 첫째, 내가 돈이 없기 때문에 공부하고 투자해야 한다는 것을 인식하는 순간 여러분의 삶이 바뀔 거고요. 두 번째, 레버리지를 여러분에게 좋은 효과가 날수 있도록 쓰기 위해서 여러분이 준비하고 공부해서 쓴다면 여러분의 삶은 바뀔 거예요. 세 번째, 정말 절박한 마음으로 노력하고 계신 건지 자신에게 다시 한번 묻는 한 해가 되시면 좋겠어요. 오늘 여러분과 부자와 가난한 사람들의 아주 미묘한 한끗 차이에 대해서 이야기를 나누었습니다. 오늘도 저의 강의를 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 시간에 다시 만나요. Cả nhà nghe đã nắm được cái nội dung cơ bản chưa? Cả nhà mình nghe đã nắm được nội dung cơ bản chưa? Nắm được rồi ạ. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nhé. Nghe mà Trang sẽ không cho mọi người xem cái video mà mọi người chỉ tập trung nghe để lấy ý cho Trang. Tập trung nghe để lấy ý. Và dựa vào cái đề bài thì trao cho mọi người rồi đúng không? Giờ bây giờ Trang sẽ không không cho mọi người coi video mà mọi người tập trung nghe để lấy ý cho Trang nhé. Rồi, đây là lần đầu tiên, lần một, phải lần lần một nghe để lấy để tập trung giải quyết hai câu đầu tiên, giải quyết hai câu đầu tiên. Ok, rồi bắt đầu nha. Cả nhà giấy bút sẵn sàng chưa? Nghe là phải cầm giấy bút ra. Chứ ngồi ngồi nghe không là không có hiệu quả. Nghe mà mình ghi lại những cái keyword á. Mọi người nghe, mọi người nghe được cái gì trong đầu cứ ghi ra. Dần dần nó quen á. Thì thực ra nếu mà khó quá thì thôi. Khó quá thì thôi. Mà nếu trong khả năng của mình thử, ví dụ như đối với những bạn mà còn vẫn nghe vẫn chưa tốt hết thì thôi ra không ép bạn, các bạn cứ ngồi coi như mình nghe được từ gì. Khi nãy á, là mình đã học một số cái từ vựng rồi đúng không, bây giờ mình coi thử là khi mà bây giờ mình nghe lặp lại như vậy thì mình có được cái từ gì. Thì nếu mà những bạn mà không nghe được á, thì ghi ra được từ vựng cho Trang cũng tốt. Bây giờ mình nghe được từ gì trong đầu mình ghi ra đó. Thì như vậy cũng tốt chứ thực sự là bài này là cũng phải trung cấp mới nghe nổi, nên là cả nhà cứ 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 thoải mái nha. Rồi hôm nay chỉ là luyện nghe thôi mà, luyện nghe thôi không sao cả ha. Rồi bắt đầu nghe종잣돈 1,500만 원 옥탑방에서 상가, 부동산 자산 20억 월세 받는 사람이 되었습니다. 평범한 주부에서 5권의 베스트셀러 작가가 되었습니다. 어떻게 이렇게 될수 있을까요? 제 노하우가 궁금하신 분은 끝까지 봐주세요. 예전에 저는 아, 내가 돈만 있으면 투자도 하고 돈만 있으면 공부도 하고 돈만 있으면 좀 해볼 텐데 라는 생각을 했었어요. 그런데 어느 순간 제 생각을 바꾸기 시작했어요. 돈이 없으니까 돈에 대해서 공부를 해야 되고, 돈이 없으니까 내가 더 적극적으로 투자를 해야 되고, 돈이 없으니까 내가 모든 걸 한번 걸어봐야겠다라는 생각을 하게 됐어요. 그렇게 하면서 많은 것이 변했어요. 그 중에 한 가지는 제가 재테크에 대해서 공부를 하기 시작했다는 거예요. 당시에는 내가 지금 돈도 없는데 무슨 부동산 공부야? 계약금 낼 돈도 없는데 무슨 내집 마련을 공부해? 라는 생각을 했었어요. 그런데 어느 순간 제 마음을 바꾸기 시작하면서 저에게 기회가 보이기 시작했어요. 다시 말해서
아직까지는 저평가되었지만 시간이 투자되면 가치가 오를 그러한 곳을 투자를 하기 시작했고, 심지어는 저의 수강생들 중에서도 300만 원으로 투자를 시작하신 분도 있고, 500만 원으로 정말 작지만 월세를 만드신 분도 계세요. 물론 여기 단계에서는 내가 어떻게 하면은 레버리지를 활용할 수 있을까라는 법도 배워야 한다는 거예요. 작은 차이라고 말씀을 드렸는데요. 부자와 가난한 사람의 작은 차이 중에 하나는 레버리지를 어떻게 활용하느냐예요. 레버리지, 지렛대 효과라는 건데요. 바로 검의 양날과도 같은 거예요. 어떤 사람은 레버리지를 활용해서 부를 키워가기도 하지만 어떤 사람은 레버리지 때문에 망하기도 해요. 저의 수강생 중에서도 남편이 그분 몰래 비트코인을 해서 1억 5천만 원에 빚을 만든 분이 있었어요. 그분이 정말 처음 상담 때 엄청 분노하고 엄청나게 울었죠. 왜냐하면 자기도 모르게 신용대출과 여러 가지 레버리지를 활용해서 비트코인에 투자를 했다가 결국에는 그 빚을 다 막지 못해서 와이프한테 이야기를 했던 거예요. 그런데 어떤 사람에게는 레버리지가 이런 안 좋은 효과를 내기도 하지만 또 다른 수강생의 경우에는 평생 월세를 살았어요. 월세 50만 원씩 내고 살았는데 결국에는 본인이 쓸수 있던 레버리지를 전혀 몰랐기 때문에 월세를 50만 원 내고 살았던 거예요. 아주 작은 빌라에 원룸에 50만 원씩 내고 살았는데 실제 50만 원이라는 것은 여러분이 1억 원을 빌려도 이자가 30만 원도 채 되지 않아요. 그러니까 내가 1억 원을 빌릴 수 있는 그러한 능력이 있었음에도 불구하고 이분은 아, 나는 돈도 없으니까 라고 생각을 해서 아예 생각조차 못했던 거예요. 이분이 생각을 바꾸면서 결국에는 레버리지, 나의 대출을 활용하게 되었고요. 본인이 내던 월세보다도 훨씬 적은 금액을 대출 이자로 내면서 또내 집을 마련하게 됐어요. 내 집을 마련하고 나니까 일단 대출 이자가 확 줄게 되었고, 그리고 나서 집값이 또 상승하기도 하면서 다시 한번 힘을 받게 된 거예요. 레버리지를 어떻게 활용하느냐에 따라서 여러분의 삶이 바뀌게 될 거예요. 마지막, 부자와 가난한 사람의 차이는 무엇일까요? 바로 간절함. 이라고 생각해요. 실제 많은 분들이 이야기해요. 아, 내가 이러이러한 부분을 정말 열심히 해봐야지. 아, 올해는 재테크 좀 잘해봐야지. 올해는 돈 공부도 해봐야지. 올해는 운동도 해봐야지. 여러 가지 생각을 해요. 그런데 정말 내가 간절한가? 라는 질문을 한번 해보시면 좋겠어요. 간절하다는 것이 무엇일까요? 그냥 내가 아, 기회가 되면 한번 해봐야지. 아, 나도 열심히 하다 보면 언젠가 되겠지. 라는 그러한 마음은 간절함이 없어요. 그런데 아쉽게도 저 역시도 간절함이 없을 때는 아무것도 되지 않았어요. 저의 소득이, 저의 월급이 많고 적은 것은 저의 삶에 큰 변화를 주지 못했어요. 간절함이 없을 때는 소득이 많으면 많아서 많이 썼고요. 또 소득이 없으면 없으니까 못 썼고. 간절함이 생긴 이후에는 많은데 거기에서 내가 더 아껴서 종잣돈을 만들어서 나의 인생을 변화시킬 뭔가 터닝포인트를 만들어야겠다라고 생각을 해서 돈이 모이기 시작했고, 적을 때는 아, 내가 지금 이렇게 월급이 적은데 뭔가 더 부수입을 만들어야 되지 않을까라는 절박함이 있어서 다시 또 수입이 늘어나기 시작했어요. 그러면서 제 인생이 조금씩 조금씩 변하기 시작했어요. 여러분에게 말씀드리고 싶은 것은 세 가지입니다. 바로 첫째, 내가 돈이 없기 때문에 공부하고 투자해야 한다는 것을 인식하는 순간 여러분의 삶이 바뀔 거고요. 두 번째, 레버리지를 여러분에게 좋은 효과가 날수 있도록 쓰기 위해서 여러분이 준비하고 공부해서 쓴다면 여러분의 삶은 바뀔 거예요. 세 번째, 정말 절박한 마음으로 노력하고 계신 건지 자신에게 다시 한번 묻는 한 해가 되시면 좋겠어요. 오늘 여러분과 부자와 가난한 사람들의 아주 미묘한 한끗 차이에 대해서 이야기를 나누었습니다. 오늘도 저의 강의를 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 시간에 다시 만나요. Lần hai này thấy ổn không cả nhà? Lần hai này bắt đầu thấy ổn chưa? Có nắm được không? Có nắm được không? Lớp mình bao nhiêu bạn hiểu được 50%? Nghĩa là không,
ai không hiểu được, không hiểu được tí nào luôn. Có bạn nào, có ai không hiểu được tí nào không? Sau khi mà nghe cái PPT của Trang ở nhà, sau khi coi từ vựng xong rồi này, mà vẫn không hiểu luôn. Có bạn nào không? Không nói cho Trang biết để Trang 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 xem thử mọi người cái level nghe của mọi người đang ở đâu ấy. Lớp lớp mình sao im lặng thế vậy? Vậy là ai cũng nghe được 50% trở lên đúng không? Có nghĩa là hiểu hết đúng không? Mình nghĩ là mình chỉ nghe được tầm 30% thôi. 30%. Ồ, vậy cũng tốt rồi đó chị. Em nghe cũng được ít lắm, em nghe em, chắc được 10-20% quá. Không được nghe, không hiểu mấy, không hiểu lắm. Thì bởi vậy đó. Chị Huyền coi coi video ở nhà chưa? Em cũng có coi rồi mà em thấy toàn từ mới với em thôi. Ok. Rồi. Cái chuyện này rất là bình thường mọi người. Ngay cả tới em khi em lên học cao học rồi cũng nghe nghe như như búa đưa cái chứ nước đổ đầu vịt đó mà. Nhưng mọi người biết tại sao không? Do mình chưa bao giờ hình thành một cái thói quen nghe liên tục á. Vâng, Khi đúng rồi. khi mà Trang bắt đầu Trang Trang luyện cái video này á, xong rồi Trang bắt đầu Trang luyện shadowing á, thì Trang mới bắt đầu nhé, tự nhiên nhé. Khi mà mình luyện tập một cái gì liên tục, cái xong đó mình liên tục mình nghe, tự nhiên giống như là nó giúp cho mình nhạy cảm hơn với cái ngôn ngữ này. Thì á, mọi người cứ yên tâm đi, tại vì cái mặt cái shadowing này á, nó sẽ giúp cho mọi người có những kết quả rất là kỳ diệu luôn. Như bản thân Trang nhé, khi mà từ khi mà Trang luyện cái phương pháp này nhé, nghe cứ nghe liên tục, nghe liên tục nhé, thì á giống như là đối với ngày xưa là mình không có nhạy cảm đối với cái tiếng Hàn đâu, nhưng mà sau khi mình luyện một thời gian, tự nhiên những cái cứ mỗi lần mình nghe tiếng Hàn là giống như nó cứ xúc 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 ở trong người mình á, có nghĩa là mọi âm thanh tiếng Hàn nó đối với mình nó rất là thân thuộc luôn, và tự nhiên mình nghe mình coi như mình nó hiểu một cách rất là tự nhiên luôn ấy mọi người. Là thật ra Trang Trang cảm nhận được là nó là do thói quen á, và nó là nó cần một cái thời gian để mọi người dần dần quen với cái tiếng Hàn, và nó cần một cái thời gian là mình cần phải tạo thành là một cái phản xạ trong cái não bộ của mình đối với cái ngôn ngữ này. Thì giống như là từ trước giờ mình nghe mà giống như một á, là do mình thiếu từ vựng này, hai á, là mình không hiểu ngữ pháp này, và cái thứ ba là Trang nghĩ là do mình chưa có thành lập một cái thói quen và cái phản xạ đối với cái ngôn ngữ này thôi. Thì như Trang nhé, mặc dù á, Trang biết từ vựng, mặc dù Trang biết ngữ pháp, nhưng mà lúc đó Trang cũng cảm thấy là mình nghe không tốt. Sau đó là Trang mới thấy được là sau khi mà Trang Trang luyện cái phương pháp này rồi á, thì tự nhiên mình nghe tiếng Hàn nó nhanh lắm. Có nghĩa là không biết là cứ cứ thông tin nó mà vô trong đầu á, là ngày xưa là cứ vô trong đầu là nó cứ quăng quăng ở đây này, nó cứ đi đâu ấy, cứ vô tay này lọt qua tay kia. Nhưng mà tới khi mà mình luyện cái phương pháp này rồi, tự nhiên nghe tiếng Hàn cái là nó đi luôn vô trong 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 tâm mình luôn á, nghe cái là mình hiểu luôn ấy. Thì là Trang mới thấy cái sự luyện tập này, cái sự mà mình liên tục mình tạo một cái thói quen trong cái việc mà nghe á, nó rất là quan trọng luôn, và nó ảnh hưởng tới cái năng lực nghe của mọi người. Nên bây giờ chỉ cần á mọi người nghe liên tục và khi mà mình bắt đầu mình hình thành cái thói quen đó, thì Trang tin là mọi người sẽ cái kỹ năng mọi người nghe nó sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó mọi người phải học từ vựng nữa nhé, không có từ vựng thì không nghe được. Em phải học từ vựng, học từ vựng này, xong rồi ngữ pháp, xong rồi đó là mình thêm cái phản xạ nghe, thì lúc đó tự nhiên mình sẽ nghe được. Như cái video này Trang cũng nghe rất là lâu rồi ấy, và đang luyện rất là lâu rồi ấy, thì tự nhiên anh thấy là nó nội dung nó mình thuộc luôn ấy. Thì đó là cả một quá trình đó mọi người, chứ không có cái gì qua một đêm mà được hết trơn á. Nên là mọi người nếu mà không nghe được thì cũng không sao. Rồi bây giờ mình sẽ nghe ý thứ hai, nghe 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 lần nghe lần hai, và mình sẽ bắt ý ba câu, hai câu cuối cùng. Chị Hằng coi ngưng nhé.
Vậy là bây giờ cháu muốn biết là lớp mình có bao nhiêu phần trăm là nghe được nữa. Ai nghe tốt được tự tin tốt được bao nhiêu giơ tay không? Nghe được 50% thôi. 50% không được luôn. Như hạ thì sao? Như hạ nghe không được luôn hả? Không nghe tiếng em. Không nghe chưa? Không nghe. Không nghe. Mai Linh thì sao? Mai Linh nghe. Nghe được ạ, nghe được mà nói không biết có được 50% không, Không hiểu nội dung, không có hiểu nội hiểu nội dung dung. Và cùng chị Bông này sao? Chị Bông có nghe được nghe 30% luôn. 30%? Ồ, vậy là tốt rồi đó. Rồi còn Mỹ Tiên, Tố Hàng, Bích thì sao? Mi Kim Bốn lên, Mi Kim mươi phần trăm à, mà nghe được khoảng 40%. 40%. Ồ, vậy là tốt À. lắm rồi đấy. Rồi. Thì bây giờ về nhà mọi người học thêm từ vựng này, học thêm từ vựng. Thế xong rồi sau cái buổi này Trang sẽ gửi cái kịch bản nghe cho mọi người. Mọi người về xem, nghe lại và nhìn vào kịch bản. Đó. Xong rồi mình cố gắng mình luyện nghe. Tại vì thật ra không có cái gì mà nó thành tựu qua một đêm hết trơn ấy. Nên là bây giờ mình muốn nghe tốt đúng không? Mình phải nghe liên tục. Mà ngay cả cái video mà mọi người đang luyện nghe á, cái video mà đang luyện shadowing đó, nó cũng là một video luyện nghe đó. Nghe rất là tốt luôn, nó thành thành cho mình cái phản xạ với tiếng Hàn luôn ấy. Thôi về mời nhà mọi người luyện thêm á. Rồi thì bây giờ mình sẽ nghe lần thứ hai. Octopus에서 상가 종잣돈 1,500만 원 옥탑방에서 상가 부동산 자산 20억 월세 받는 사람이 되었습니다. 평범한 주부에서 5권의 베스트셀러 작가가 되었습니다. 어떻게 이렇게 될수 있을까요? 제 노하우가 궁금하신 분은 끝까지 봐주세요. 예전에 저는 아, 내가 돈만 있으면 투자도 하고 돈만 있으면 공부도 하고 돈만 있으면 좀 해볼 텐데 라는 생각을 했었어요. 그런데 어느 순간 제 생각을 바꾸기 시작했어요. 돈이 없으니까 돈에 대해서 공부를 해야 되고, 돈이 없으니까 내가 더 적극적으로 투자를 해야 되고, 돈이 없으니까 내가 모든 걸 한번 걸어봐야겠다라는 생각을 하게 됐어요. 그렇게 하면서 많은 것이 변했어요. 그 중에 한 가지는 제가 재테크에 대해서 공부를 하기 시작했다는 거예요. 당시에는 내가 지금 돈도 없는데 무슨 부동산 공부야? 계약금 낼 돈도 없는데 무슨 내집 마련을 공부해? 라는 생각을 했었어요. 그런데 어느 순간 제 마음을 바꾸기 시작하면서 저에게 기회가 보이기 시작했어요. 다시 말해서 아직까지는 저평가되었지만 시간이 투자되면 가치가 오를 그러한 곳을 투자를 하기 시작했고, 심지어는 저의 수강생들 중에서도 300만 원으로 투자를 시작하신 분도 있고 500만 원으로 정말 작지만 월세를 만드신 분도 계세요. 물론 여기 단계에서는 내가 어떻게 하면은 레버리지를 활용할 수 있을까라는 법도 배워야 한다는 거예요. 작은 차이라고 말씀을 드렸는데요. 부자와 가난한 사람의 작은 차이 중에 하나는 레버리지를 어떻게 활용하느냐예요. 레버리지, 지렛대 효과라는 건데요. 바로 검의 양날과도 같은 거예요. 어떤 사람은 레버리지를 활용해서 부를 키워가기도 하지만 어떤 사람은 레버리지 때문에 망하기도 해요. 저의 수강생 중에서도 남편이 그분 몰래 비트코인을 해서 1억 5천만 원의 빚을 만든 분이 있었어요. 그분이 정말 처음 상담 때 엄청 분노하고 엄청나게 울었죠. 왜냐하면 자기도 모르게 신용대출과 여러 가지 레버리지를 활용해서 비트코인에 투자를 했다가 결국에는 그 빚을 다 막지 못해서 와이프한테 이야기를 했던 거예요. 그런데 어떤 사람에게는 레버리지가 이런 안 좋은 효과를 내기도 하지만 또 다른 수강생의 경우에는 평생 월세를 살았어요. 월세 50만 원씩 내고 살았는데 결국에는 본인이 쓸수 있던 레버리지를 전혀 몰랐기 때문에 월세를 50만 원 내고 살았던 거예요. 아주 작은 빌라에 원룸에 50만 원씩 내고 살았는데 실제 50만 원이라는 것은 여러분이 1억 원을 빌려도
이자가 30만 원도 채 되지 않아요. 그러니까 내가 1억 원을 빌릴 수 있는 그러한 능력이 있었음에도 불구하고 이분은 아, 나는 돈도 없으니까 라고 생각을 해서 아예 생각조차 못했던 거예요. 이분이 생각을 바꾸면서 결국에는 레버리지, 나의 대출을 활용하게 되었고요. 본인이 내던 월세보다도 훨씬 적은 금액을 대출 이자로 내면서 또내 집을 마련하게 됐어요. 내 집을 마련하고 나니까 일단 대출 이자가 확 줄게 되었고, 그리고 나서 집값이 또 상승하기도 하면서 다시 한번 힘을 받게 된 거예요. 레버리지를 어떻게 활용하느냐에 따라서 여러분의 삶이 바뀌게 될 거예요. 마지막, 부자와 가난한 사람의 차이는 무엇일까요? 바로 간절함. 이라고 생각해요. 실제 많은 분들이 이야기해요. 아, 내가 이러이러한 부분을 정말 열심히 해봐야지. 아, 올해는 재테크 좀 잘해봐야지. 올해는 돈 공부도 해봐야지. 올해는 운동도 해봐야지. 여러 가지 생각을 해요. 그런데 정말 내가 간절한가? 라는 질문을 한번 해보시면 좋겠어요. 간절하다는 것이 무엇일까요? 그냥 내가 아, 기회가 되면 한번 해봐야지. 아, 나도 열심히 하다 보면 언젠가 되겠지. 라는 그러한 마음은 간절함이 없어요. 그런데 아쉽게도 저 역시도 간절함이 없을 때는 아무것도 되지 않았어요. 저의 소득이, 저의 월급이 많고 적은 것은 저의 삶에 큰 변화를 주지 못했어요. 간절함이 없을 때는 소득이 많으면 많아서 많이 썼고요. 또 소득이 없으면 없으니까 못 썼고. 간절함이 생긴 이후에는 많은데 거기에서 내가 더 아껴서 종잣돈을 만들어서 나의 인생을 변화시킬 뭔가 터닝포인트를 만들어야겠다라고 생각을 해서 돈이 모이기 시작했고, 적을 때는 아, 내가 지금 이렇게 월급이 적은데 뭔가 더 부수입을 만들어야 되지 않을까라는 절박함이 있어서 다시 또 수입이 늘어나기 시작했어요. 그러면서 제 인생이 조금씩 조금씩 변하기 시작했어요. 여러분에게 말씀드리고 싶은 것은 세 가지입니다. 바로 첫째, 내가 돈이 없기 때문에 공부하고 투자해야 한다는 것을 인식하는 순간 여러분의 삶이 바뀔 거고요. 두 번째, 레버리지를 여러분에게 좋은 효과가 날수 있도록 쓰기 위해서 여러분이 준비하고 공부해서 쓴다면 여러분의 삶은 바뀔 거예요. 세 번째, 정말 절박한 마음으로 노력하고 계신 건지 자신에게 다시 한번 묻는 한 해가 되시면 좋겠어요. 오늘 여러분과 부자와 가난한 사람들의 아주 미묘한 한끗 차이에 대해서 이야기를 나누었습니다. 오늘도 저의 강의를 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 시간에 다시 만나요. OK, rồi xong. Vậy thì rồi thì coi như là chúng ta đã nghe xong hai video vừa qua. Thì bài tập ấy thì đó là cái mà Trang gửi cho mọi người trong nhóm chat, chính là bài tập về nhà của mọi người ấy. Về nhà mọi người nghe lại nhé, nghe lại và trả lời cho Trang những cái câu hỏi đó, và sau đó chúng ta sẽ nộp bài trên nhóm Facebook. Thì Trang, lát nữa Trang sẽ gửi cho mọi người một cái bài post, mọi người sẽ trả lời đáp án của mình ở trong bằng cách comment vào trong cái bài post đó. Thì thực ra là một cái mà Trang có thể chia sẻ cái kinh nghiệm nghe của Trang cho mọi người, hoặc là lát nữa chị Phi cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm nghe của chị cho mọi người á, là như thế này á. Ngày xưa là Trang nhớ là ngoài cái việc mà khi mà review lại quá trình học ngoại ngữ của mình ấy, xong rồi cho tới thời điểm này á, thì Trang cảm thấy là cái việc nghe của mình nó trở nên rất là dễ dàng hơn, bởi vì và dần Trang cũng nhận ra có một số cái yếu tố nó ảnh hưởng tới khả năng nghe của mình. Đầu tiên là từ vựng, ngữ pháp này, những cái keyboard, những cái cơ bản nhất là về về cái nội dung đó, đó là cái cơ bản nhất, từ vựng, ngữ pháp. Thứ hai, Trang nhận thấy được á, mình không nghe được là do mình không có kinh nghiệm nghe. Mình không có kinh nghiệm nghe có nghĩa là cái cụm từ đó, nếu mà mình đã nghe qua đó trước đó 10 lần thì chắc chắn tới cái chỗ này là mình sẽ nghe ra được. Cho dù mình chưa hiểu hết nhưng mà nó là một cái kinh nghiệm nghe mọi người. Thì cái đó là mọi người chỉ có việc là mọi người nghe nhiều á thì mới có kinh nghiệm, và nhiều cái lúc mà nó biến âm nó như thế nào á. Thực ra lúc đó, lúc mà tới lúc mình nghe
không có đủ thời gian để mình phân tích là cái này đi với cái này thì nó biến âm như thế này, mà nó là một cái thói quen và nó là một cái kinh nghiệm. Thì ở cái quá trình luyện tập ở đằng trước á, thì mọi người phải tích được cho mình cái gọi là cái kinh nghiệm nghe, và để ý từng cái mình nghe trong cái lỗ tai của mình, để ý từng cái luôn ấy đó. Như buổi trước đang chia sẻ đó, ví dụ như chồng mình tại sao nó nói cái cụm đó, hoặc là con mình tại sao nó nói cái cụm đó, hoặc là mình nghe cái gì mà nó qua bên tai mình tại sao nó lại biến âm như vậy. Ví dụ như pinman từ đâu nào, của tại sao phải làm pinman mà không phải là pitman, thì khi sau khi á sau này á, tự nhiên mình cứ nhớ, mình cứ nghe cái riết cái đó là sao, tự nhiên cái sau này tự nhiên mình nghe nghe tới cái cụm, khi mà tự nhiên mình nghe người Hàn nói pinman từ đâu nào, của thì tự nhiên mình biết ngay đó là từ pinman, là từ nợ, cho dù á là mình không biết cái background, nhưng mà tự nhiên cái là khi mà mình nghe lại cái đó là tự nhiên mình có kinh nghiệm, cái là mình sẽ nghe được ra cái cụm đó. Cái thứ hai là do cái kinh nghiệm nghe, là cái đầu tiên với cái thứ hai nhé. Nhưng mà tới cái cho dù có cái đầu tiên và cái thứ hai, nhưng mà đối với Trang nó vẫn chưa chưa phải là thỏa mãn. Nhưng mà cho tới cái năm gần đây này, khi Trang tiếp xúc với cái phương pháp Sharing này, thì Trang mới giác ngộ ra được thêm một điều nữa, đó là do cái sự phản xạ, cái phản xạ của mình, cái phản xạ của mình đối với cái ngôn ngữ đó, và cái sự mẫn cảm của mình đối với ngôn ngữ đó, mình có nhạy cảm với cái ngôn ngữ đó không. Thì chính cái phương pháp này nó sẽ giúp cho mọi người tháo gỡ được rất là nhiều cái vấn đề luôn. Ví dụ nha, mình có từ vựng rồi, mình có ngữ pháp rồi, mình có kinh nghiệm nghe rồi, nhưng mà khi mà trong đầu mình vẫn chưa có cái phản xạ với cái ngôn ngữ đó nhé, thì mình vẫn nghe chưa tốt. Như tới thời điểm mà 1 năm về trước là Trang vẫn nghe chưa tốt, thật sự nghe vẫn giống như trên mây trên đầu ấy, thì nghe cũng nghe đó thôi, từ vựng nó đi vô đầu thì nó mất thời gian để nó xử lý, cái là mình xử lý xong thì người ta nói xong mất tiêu rồi, cái là cuối cùng là cũng không hiểu. Cái là thành ra nhiều khi nói chuyện với giáo sư mà ông nói xong chập rồi mình đi chập rồi mình mới hiểu, tại vì cái tốc độ xử lý của mình nó chậm quá, kinh dễ sợ luôn á. Mà nhiều khi mình còn hiểu lầm ý của ông nữa, ông nói đã đời ông nói xong rồi cái mình cứ tự nhiên mình lại đón đến cái đàn khác, thì mình còn hiểu lầm ý ông nữa. Đó là do cái bộ lọc của mình và cái tốc độ xử lý của mình nó chưa có được nhanh. Thì nè, cái phương pháp shadowing này nè, nó giúp cho mọi người xử lý cái tốc độ nó nhanh hơn hẳn luôn đó. Nên nó là khi mọi người tập luyện tập shadowing là Trang đảm bảo là mọi người hình thành cho mình một cái sự mẫn cảm với mọi người cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà phải lưu ý một cái này nhé, 3 tháng này 100 ngày chưa là gì cả, Trang phải luyện tập cả 1 năm trời, thì tới cái thời điểm này Trang mới có thể nói tự tin được là phương pháp này có hiệu quả. Nên là mọi người sau 3 tháng này mà không có hiệu quả thì cũng đừng có nói là phương pháp này không có cái hiệu quả. Không phải là không có hiệu quả mà do chúng ta luyện tập chưa đủ nhiều. Đó, thì đó, Trang chia sẻ với mọi người tí như vậy. Thì đó, mọi người cứ tin tưởng là chắc chắn cái này nó phương pháp này nó sẽ cho mọi người rất là nhiều quả lành. Nhưng mà phải lưu ý rằng á, 100 ngày này không là gì cả. Phải liên tục. Kiên trì nỗ lực thì tự nhiên tới lúc đủ hoa, đủ cái gì nè, đủ nắng thì hoa sẽ nở đó. Ok rồi. Rồi chị Phi Phi có muốn chia sẻ thêm với lớp mình về cái một số kỹ năng nghe không? Chị Phi Phi tắt Cô Trang chia sẻ như vậy là được rồi. mic rồi. Thì đó, nói chung là những người mà nghe được đó là người ta cũng quanh đi quẩn lại. Tại em thì không có xài hơi miếng kim, còn mọi người nếu mà xài hơi miếng kim thì làm ở nhà cũng rất là đơn giản, không có gì. Bạn Có nào bữa hỏi bấm thầy Trang record tắt giúp có cô. hướng dẫn cụ thể luôn đó cơ.